Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì mình ở đang đường quốc lộ 50, ấp Kim Định, xã Tân Kim, Cần Giuộc, Long An. Phía trước đó là cái bụng binh mở rộng của khu công nghiệp Tân Kim quý vị. Mình đi thẳng lên chút xíu là cầu Ông Thìn và đi ngược lại thì thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hôm nay mình xuống đây mình mới thấy ở đây có một điểm bán cá mới mở này quý vị. Bán mình thấy cũng rất là nhiều cá cảnh đẹp luôn và giá thì cũng bình dân. Sẵn thì mình quay để quý vị và các bạn cùng xem cho vui, và nếu quý vị và các bạn nào ở gần á thì ra mua về để chơi cảnh. Đây là cái tấm bảng của tiệm bán cá này quý vị, có để số điện thoại nữa. Chuyên bán các loại cá cảnh, phụ kiện, hồ cá và đây, để mình vô gần chỗ bán mình quay quý vị và các bạn cùng xem rất là nhiều loại cá luôn. Mình thì cái nào mình cũng thích loài cá đá sim à. Tại mình thường mình chơi mấy loài này nhiều mà. Con này đẹp luôn. Hiện tại thì phía trong thì vẫn có những người khách đang mua. Con này thì 20k nữa quý vị ạ. Tiệm cá này mình thấy cũng bán cũng rất là nhiều loài cá luôn. Có cá này nó hơi đen chút thấy không rõ. Có thủy sinh luôn quý vị, ở đây có bán thủy sinh. Và nãy mình trên tấm bảng mình có thấy là có bán phụ kiện hồ cá luôn đó. Này cá gì em? Hút bụi vàng. Cá hút bụi vàng đúng không? Còn cái kia là bình tích cối à. Nó khác cái nãy tưởng đâu làm là cá gì bình binh bông chứ, tới bụng bự bự mà không phải. Ở đây là có thủy sinh các bạn, cũng nhiều loại lắm ạ. Trên đây thì mà nói chung cũng nhiều loại cá mình cũng không biết các bạn. Ở đây có cá chép nè, cá bự đẹp luôn. Bên đây thì có một dãy cá đá sim rất nhiều luôn. Mình thì mình nuôi, mình nó già mình nuôi cái cá này cũng nhiều lắm mà. Con này nó 20.000 là rẻ quý vị. Trong đây thì có mấy thì để mấy thùng dừa cá, gồm cá ba đuôi, cá chép, cá bảy màu Thái. Có bán chuồng thức ăn cho cá và riêu, rong riêu có hết. Cá sọc ngựa quý vị, bữa mình có mua mấy con về nuôi nhìn đẹp ghê. Dễ sống nữa, cá này không cần oxy luôn, ở nhà mình nuôi không cần oxy luôn. Bên kia cũng còn cá đá sim. Ở đây thì cá chép vịt. Địa điểm này là nằm ngay cái ngã ba khu công nghiệp Tân Kim mở rộng nha quý vị. Đi lên trên là có một cái ngã ba Tân Kim nữa. Hiện tại khu cái bụng binh này mới làm nên nó chưa có tên nên đã rõ ràng quý vị. Quý vị chạy xuống hướng thị trấn Cần Giuộc thì có cái bảng là huyện Cần Giuộc. Đây nè. Và đối diện này có tiệm cá luôn và để là Huy Hưng. Mấy con cá đá siêu đẹp của mình đây. Trong già thì mình thấy vẫn còn để rất nhiều đồ luôn. Đây bảng hiệu có số điện thoại nữa vậy. Giờ mình sẽ tiến vào già đây, mình quay để quý vị và các bạn cùng xem cho rõ. Còn đây là tổng quan trước của cái tiệm. Ở Cần Giuộc thì mình thấy tiệm cá này là cũng lớn rồi đó quý vị. Cần Giuộc thì mình đi vòng vòng đây cũng nhiều à, đâu có thấy chỗ nào mà nhiều cá và lớn như vậy. Chỉ có những chỗ người ta nuôi mới nhiều thôi. Còn cửa hàng bán thì mình thấy cửa hàng này hơi nhiều rồi. Nếu quý vị và các bạn nào biết cửa hàng nào mà nhiều hoặc lớn hơn thì để lại bình luận cho mình biết. Đó là riêng mình thì ở đây làm thấy bán có đủ loại rồi đó. Quý vị lại đây thì rất là nhiều cá để chọn luôn. Nếu quý vị muốn chơi cá loài nhỏ thì đây có cá bảy màu Thái này,
rồi có cá đá sim, bên kia là cá sọc ngựa. Sọc ngựa này thì quý vị và các bạn sao thì mình ở già mình nuôi không cần oxy luôn á, nó vẫn sống bình thường á. Đây cá bình tích con, ở ngoài kia thì cá bình tích bự. Còn đây là cá cận, cá này để cho cá ăn đó quý vị, mồi cho cá. Tiệm thì còn có bán phụ kiện rất nhiều luôn, bình gồm những cái đồ sứ nữa quý vị để trang trí nè. Quý vị lại đây là có thể mua về đủ đồ để chơi luôn. Bình oxy, có hồ giỏ luôn. Mấy hồ này là mình nuôi cá đá sim là vừa đẹp luôn quý vị, cái giỏ này có hai ngăn để mình chận lại nè, làm rất là chắc luôn quý vị ạ. Ở trong đây thì nguyên một dãy nữa, trong đây thì nó hơi tối chút chú vậy. Wow, cá màu đẹp luôn. Quý vị nào thích nuôi cá màu mè thì đây đủ màu luôn. Nãy mình mới hỏi chị chú quán này, cá con cá nặng 2 nè, lúc đầu mình tưởng con cá thắt lát không chứ nhìn đẹp quá vậy, mấy cái chấm này. Hiện tại thì khách vẫn đang lại mua lai rai của mình. Chỗ này thì mình cũng hay lại để mua ủng hộ chị đó. Quý vị và các bạn có đi gần đây hoặc ở gần đây á thì ghé ủng hộ tiệm. Trên này có trời cá bao đuôi nè, bự ghê không quý vị, khủng luôn, cái này khủng luôn nè. Có cá ba đuôi đầu lưng nữa. Có nhiều loài cá mình cũng không biết tên nữa quý vị. Nếu quý vị như chẳng hạn với con nè. À này có để tên quý vị, dĩa tuyết vàng. Đẹp luôn, cái này phải hồ lớn. Già phải có diện tích. Còn như giờ mình giỏ thì mình chỉ thích những con cá dạng giỏ giỏ vậy quý vị. Nhìn cá là giống cá trê quý vị, nhưng không phải nha quý vị. Ở đây có để ngân lông vỏ và ngân lông đây quý vị. Đây. Đây có cá phát tài nữa quý vị. Hôm bữa thì chị bán ở phía bên kia mà nay chị về qua đây. Trong đây có cá la hán nữa. Con này vỏ mà đầu to chứ quý vị. À, đẹp ghê. Cái đầu chà bá luôn mà con này hình như chắc gì dễ giá trở nên 350k. Theo mình là rẻ cho con mắt đâu vậy. Cực đẹp luôn. Lên đầu luôn rồi. Mà có 300 đồng. Nếu cá này mà lúc mà thịnh hành là không có giá này đâu quý vị. Con nào cũng lên đầu, con này cũng bự hơn đó quý vị. Con này bự hơn nè. Bự hơn. Đẹp ghê quý vị ơi. Mấy con lên đầu này mà giá chỉ 350 à. Nếu mà lúc mà nó đang sốt rồi con này có bạc triệu quý vị. Này nhìn quá đẹp luôn. Quá trời con cá cái đầu khủng luôn. Ở đây có cá chép, ngoài kia không có. Trong đây là như hồ lớn để nuôi những con cá bự quý vị. Đây cá ba đuôi, cá ba đuôi đầu lưng, mấy con này lên đầu quá trời đẹp. Quý vị lại đây tha hồ chọn luôn, giá cả bình dân, cũng có để sẵn giá hết rồi. Đây cá chép, cá đá sim thì khách thì vẫn đang lại mua ra đây mua hồ. Tiệm mình có bán đầy đủ nha quý vị, nãy mình vô mình có hỏi chị bán là bán đầy đủ luôn. Này hổ bạc quý vị. Thấy mình thấy để chữ trên đây. Quý vị nào thích nuôi cá khủng thì lại đây, có luôn. Đây là một ngăn, 2 3 3 ngăn quý vị. Một 3 ngăn, 3 dãy dài luôn, đủ trọn. Đẹp luôn. Mình cũng thích nuôi những con loại lớn vậy đó, mà già mình nó không có diện tích.
khách đang mua. Ở đây còn có cá bự. Ở đây thì chị bán cả ngày luôn nha quý vị. Đây có cá rồng này. Này mình biết là ngân long hay là kim long. À, có ngân long quý vị, rồi hồng vĩ và ngân long luôn. Mình nghĩ con trắng kia là ngân long. Đây có cá này chắc quý vị nó phải bày đàn rồi đấy. Đây, mấy hồi nhỏ quý vị là đây là có sẵn đá dài 5 mét không và đồ để mình làm kiểu cho đẹp của đầy đủ luôn, có tượng luôn chú tiểu. Đây là tổng quan của tiệm cá, vậy để mình ra ngoài mình quay vô cái. Qua ở đây tiệm quá trời cá đá sim luôn quý vị, nguyên dãy này. Những con này là quý vị không cần phải nuôi oxy, dễ nuôi. Bên đây cũng có đá sim luôn. Thôi mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Hẹn quý vị và các bạn clip sau. Đây là bảng hiệu của tiệm cá của mình. Đây là tổng quan của cửa hàng. Quý vị và các bạn có đi ngang thì ghé mua ủng hộ cửa hàng cá cảnh Huy Ngân, nằm ở ngay cổng chào huyện Cần Giuộc, đường quốc lộ 50, ấp Kim Định, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An. Khách đang lựa thủy sinh. Con này đẹp và có 20k luôn, quá trời vui. Thôi mình xin kết thúc clip tại đây, hẹn quý vị và các bạn clip sau. Quý hôm nay mình đi ngang mình thấy đẹp quá, mình giới thiệu đến quý vị và các bạn để biết điểm mua cá về nuôi cảnh cho vui.